Đó, chị nhìn xem là mình khác như thế nào nè. Trời Đó, ơi, chị có em thể bất chia sẻ ngờ với cả quá. nhà nha, để cả nhà biết là cái hiệu quả sau khi mà mình điều trị nửa gương mặt nó như thế nào. Ừ, nói chung là sau khi mà điều trị xong nửa khuôn mặt á là chị rất là bất ngờ với cái kết quả này. Chị thấy trời ơi, sao mà thay đổi quá trời luôn, cái rãnh cười của mình á nó cũng đầy lên này, rồi cái khóe mắt của mình nó hết vết chim chim luôn, rồi cái da mặt nó căng nó bóng mà thấy nó trắng hồng hẳn lên luôn. Trời ơi, bất ngờ và vui mừng quá trời luôn, không biết Mình có thể rờ vô da nè, hai bên luôn để xem cái sự khác biệt nó như thế nào á đó, thấy chị. cái bên này nó khác hoàn toàn luôn các em, thấy nó căng này mà nó săn chắc á, thấy nó được nâng lên luôn á, còn bên này thì thấy nó hơi trễ sẻ nó Nó còn lỏng á ờ chị. nó Là do mình chưa được tăng sinh collagen, còn bên đây là mình đã làm rồi, nên chị rờ cho da là chị thấy được cái sự săn chắc và khác liền đúng không ạ? ừ đúng rồi em, thấy nó khác hoàn toàn luôn, thấy nói ủa sao mà công nghệ gì mà hay quá trời luôn ý trời. Biết vậy đi làm sớm hơn chị ha, nãy giờ thấy cười không luôn á, vậy là vui lắm luôn này nè. Bên này nhìn khác hẳn ha, Dạ đúng rồi. đường viền hàm rõ hơn này, líp hơn, bên này thì chảy xệ, độ đàn hồi da cũng vậy, bên này thì lỏng hơn, bên này thì căng, đàn hồi nhìn rõ. Dùng rãnh mũi má thì bên này sâu quá trời, bên kia vừa điều trị xong thôi, nhưng mà cái hiệu quả của nó mới được 5 đến 10% của công nghệ thôi. Chị ráng chờ em xíu xíu là khoảng từ 2 đến 3 tháng thì mình sẽ cảm thấy là cái kết quả điều trị nó còn cao hơn nữa nhé. Và mắt chị có phải cảm giác tươi hơn này, cung mày nâng lên này. Và cái hiệu quả của nó sẽ còn tăng sinh hơn nữa nhé. Rồi, cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã điều trị cho mình được đẹp hơn nè. Thì cái cung chân mày của mình em thấy đôi mắt của mình sáng hơn chứ không có bị buồn như lúc nãy nữa chị nha. Đó, rồi em thấy chị hay cười lắm. Cho nên là khi mà làm xong chị cười nó lại tươi và đẹp hơn rất là nhiều. Cái này là tại vì chị thấy bất ngờ quá mà kết quả đẹp như này, là về chắc là làm xong bên này nữa đi, rồi là hoàn thiện xong lại chắc ông xã chị về nhận không ra, tưởng đâu cô nào đi nhầm nhà Vậy là vui quá rồi. Và trong cái lúc mà điều trị thì chị có thấy bị đau không? không phải nói em, giống như khi mà chị nằm xuống là chị ngủ mất tiêu luôn, mới vừa rồi cái thấy em nói cái chị mới tỉnh giấc đó. Dạ đúng là sau 60 phút thôi là BB Thanh Mai đã gửi cho mình một cái diện mạo khác rồi. Vẫn là mình nhưng mà tươi hơn, trẻ hơn và đẹp hơn. Và chắc chắn là về nhà thì lại làm cho ông xã ngạc nhiên hơn, vui quá đúng không chị? Chị có muốn gửi lời gì cho tới khán giả của mình không? Nói chung là chị em phụ nữ mình á là phải đi, nói chung là đã tới lứa tuổi này rồi ấy, giống như chị năm nay thì cũng 40 tuổi rồi nè, là tất cả mình phải đi chỉnh chu lại cái sắc đẹp, thì lúc này da nó nhăn nheo chảy xệ này, cái rãnh cười nó sâu, rồi cái nếp chân chim á, cái chân chim thì nó nhiều, tại vì con người mình đẹp về vui tươi thì mình làm cái gì nó cũng thành công được em. Dạ đúng luôn á chị. Giờ hôm nay là ghé đến bên em mà làm công nghệ anti-aging, công nghệ đỉnh của thế giới luôn, thì rất là hài lòng chị ha. Đúng Dạ, rồi. không có để mình chờ lâu nữa đâu, bây giờ em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục điều trị nữa bên mặt còn lại cho mình nha. Rồi sau đó là mình sẽ khoe với khán giả là toàn bộ gương mặt của mình đẹp như thế nào. Rồi, cảm ơn Dạ, em em mời mình nằm xuống chị nha. Cả nhà mình ơi, phụ nữ chúng ta luôn là những bông hoa rất là xinh đẹp nha. Cho nên là hãy để cho BB Thanh Mai luôn chăm sóc nè, giữ gìn cho những bông hoa ấy luôn được rạng rỡ nhé. 1800 6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai, cả nhà mình nhớ nha. Em xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo ạ.